chương trình radio Gửi Người Tôi Thương. Mạnh Tử từng nói như thế này: người không biết xấu hổ thì không thể được xem là người được. Một người biết xấu hổ thì mới có thể gặp tiền tài mà không tham lam, gặp khó khăn không bị khuất phục, mới có thể khiêm tốn, làm việc có chừng mực. Lúc đương thời, Mạnh Tử cũng từng nói: một người nếu không biết xấu hổ thì không thể được xem là người. Làm người thì phải biết xấu hổ. Khổng Tử có câu: hành kỷ hữu sỉ, nghĩa là phải biết dùng tâm xấu hổ để ước thúc hành vi của chính mình. Ngoài ra ông còn nói: tri sỉ cận hổ dũng, tức là người biết xấu hổ cũng gần với người dũng cảm. Trên thực tế, một người biết xấu hổ thì mới có thể tự cảnh tỉnh chính mình, mới có thể dũng cảm đối diện với sai lầm của bản thân, chiến thắng tự ngã. Đây là biểu hiện vượt qua cả sự dũng cảm. Mạnh Tử cũng từng nói: vô tu ác chi tâm, phi nhân dã. Ý là một người nếu không biết xấu hổ thì cũng không thể được coi là người. Khi bàn về thiện, Mạnh Tử cho rằng con người sinh ra vốn đã có lòng trắc ẩn, biết hạ mình khiêm tốn, biết xấu hổ, biết phân biệt phải trái đúng sai. Đây là gốc rễ của nhân, nghĩa, lễ, trí. Chỉ có loài cầm thú mới không có những tính thiện này. Vậy nên con người phải biết xấu hổ thì khi đối diện với danh lợi mới có thể thể hiện ra phong thái cao. Mạnh Tử nói rằng: nhân bất khả dĩ vô sỉ, vô sỉ chi sỉ vô sỉ dã. Nghĩa là làm người không thể không biết xấu hổ. Loại người không biết xấu hổ đúng thực là vô liêm sỉ. Người không biết xấu hổ thì điều gì cũng dám làm. Nhan Chi Suy, nhà văn có tiếng thời Nam Bắc Triều, đã thuật lại một câu chuyện trong cuốn sách Gia Huấn của mình rằng: một viên quan nói với ông: tôi có đứa con 17 tuổi, học hành đã thông tuệ. Tôi cho nó học tiếng nước Tiên Tri, tên một nước cũ thuộc Nội Mông Cổ ngày nay, tập gảy đàn tỳ bà. Lớn lên cho nó theo hầu đám công khanh thì thế nào cũng được sung sướng. Nhan Chi Suy nghe xong chỉ im lặng không trả lời. Sau về nhà, ông nói với con cháu rằng: người này dạy con là thay, nếu là ta thì dù có được phú quý đến đâu thì cũng không mong các con của mình làm như vậy. Thông thường, những người mất hết liêm sỉ, họ chỉ lo xu nịnh để kiếm chắc lợi lộc, tùy thời mà biến, nhìn đâu cũng chỉ thấy lợi ích tiền tài, như thế không việc gì là họ không dám làm. Biết hổ thẹn thì mới không dễ làm điều sai trái. Dũng cảm để thừa nhận khuyết điểm của bản thân không phải là một việc dễ dàng. Một người khi nhìn thấy khuyết điểm của bản thân thì sẽ cảm thấy xấu hổ, từ đó mới có đủ dũng khí để thay đổi. Như vậy thì cũng chưa phải là muộn. Ngược lại, nếu không cảm thấy xấu hổ thì sẽ coi đó là vinh diệu, như vậy thì thật là hết thuốc chữa. Người biết xấu hổ thì mới có ý chí kiên định. Dù giàu hay nghèo, được hay mất, đứng trước nhân nghĩa và lợi lộc mới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, mới có thể ước thúc bản thân không tùy ý buông thả dục vọng. Còn người vô liêm sỉ thì điều gì cũng dám làm, việc gì cũng dám phạm. Trong cuốn Thâm Ngâm Ngữ Trị Đạo, học giả Lữ Khôn vào Triều Minh nói rằng: ngũ hình bất như nhất sỉ, nghĩa là hình phạt nghiêm khắc không bằng cho người dân hiểu được một chữ sỉ, tức là chữ xấu hổ. Nếu đạo đức con người đề cao, biết được thế nào là hổ thẹn, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, như vậy mới có thể phân biệt đúng sai, thiện ác. Cái này so với hình phạt nghiêm khắc thì còn hiệu quả hơn. Do đó, người xưa chủ trương giáo hóa trước tiên, sau đó mới trừng phạt. Xã hội ngày nay nhìn đâu cũng thấy tham ô, tham nhũng, chẳng phải cũng vì không biết xấu hổ mà ra hay sao? Trích nguồn từ trang Facebook Nguyễn Hiến Lê.
Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas. Phép ẩn dụ hiệu ứng cánh bướm không chỉ là một truyền thuyết, biết cách vận dụng, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Lý thuyết hiệu ứng cánh bướm nói rằng, khi một con bướm đập cánh, nó có thể gây ra một cơn bão ở một nơi khác của thế giới. Trong thời hiện đại, nó đã trở thành một phép ẩn dụ cho sự tồn tại của những khoảnh khắc dường như không quan trọng nhưng có thể làm thay đổi lịch sử và số phận. Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một môi trường làm việc mà bạn bị bắt nạt và không được tôn trọng. Vì vậy, bạn quyết định từ chức. Khi làm như vậy, bạn chia sẻ với nhóm của mình lý do bạn rời đi. Nhóm của bạn cũng quyết định từ chức vì họ không chấp nhận được môi trường làm việc đó. Khi thấy mình không có việc làm, mọi người trong nhóm ôm ấp ý tưởng bắt đầu kinh doanh cùng nhau. Họ đầu tư thời gian và sức lực, họ trở nên cực kỳ thành công và họ bắt đầu cạnh tranh với công ty mà họ từng làm việc. Do bị cạnh tranh không ngừng, công ty cũ tuyên bố vỡ nợ. Đó là một ví dụ đơn giản về lý thuyết hiệu ứng cánh bướm. Một thay đổi nhỏ có thể dẫn đến một kết quả lớn. Các cá nhân bị ngược đãi đã dẫn đến việc công ty sụp đổ nhiều năm sau đó. Hành động của bạn có giá trị lớn hơn nhiều so với vàng. Thực tế là hiệu ứng con bướm có vẻ hơi xa vời, nhưng nó thực sự có thể được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hãy nghĩ theo cách này, những điều nhỏ bé sẽ biến thành những điều lớn lao. Chính những điều nhỏ nhặt tạo nên những điều lớn lao. Bằng cách tập trung vào những nỗ lực nhỏ hàng ngày, bạn sẽ đạt được những thay đổi lớn. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của hành động. Chỉ với một cử chỉ nhỏ, bạn có thể thay đổi cuộc đời của một người. Hiệu ứng cánh bướm có thể sử dụng như thế nào? Khai thác hiệu ứng cánh bướm bằng cách thực hiện một chút tiến bộ mỗi ngày để mang lại kết quả lớn. Một nghiên cứu đang thực hiện tìm cách ghi nhớ tên mọi người tốt hơn. Lý do mà chúng ta thường quên tên của mọi người theo đúng nghĩa đen 10 giây sau khi họ giới thiệu bản thân là vì chúng ta bị phân tâm. Chúng ta không tập trung và đặt sự chú ý của mình trong chính khoảnh khắc hiện tại. Việc nhớ tên ai đó không chỉ là lịch sự mà còn thể hiện sự tôn trọng và quan tâm thực sự. Chắc chắn mọi người sẽ có ấn tượng với người dù tiếp xúc một lần nhưng vẫn có thể nhớ tên của mình. Và biết đâu ai đó trong số họ có thể mang đến cho bạn những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Tự tin. Sự tự tin chính là chìa khóa. Nếu bạn không tin vào chính mình thì chẳng ai làm được. Mọi người sinh ra không ai có sẵn tự tin. Họ phải làm rèn luyện. Bước đầu tiên bắt đầu với việc bạn nhận thức được suy nghĩ của mình. Bước thứ hai là nói chuyện với bản thân. Điều này giúp bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ không tích cực và hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Nghe có không khả thi, nhưng tự nói chuyện với bản thân sẽ tác động đến phản ứng sinh học thần kinh của bạn. Khi bạn nhìn nhận một tình huống là cơ hội thay vì vấn đề, thì ngay lúc đó bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình. Khi bạn bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình, nhà phê bình bên trong của bạn được đánh thức. Đừng ngần ngại đặt ra những câu hỏi như: vậy thì sao? Ai quan tâm? Và tại sao không? Tiếp tục nhắc nhở bản thân rằng bạn đang khai thác hiệu ứng cánh bướm bằng cách tạo ra những thay đổi nhỏ. Và hãy nhớ rằng bạn tuyệt vời. Hãy tưởng tượng một giọt nước rơi xuống mặt nước phẳng lặng. Sự va chạm của giọt nước khiến mặt nước tràn ra và xuất hiện những gợn sóng mở rộng ra bên ngoài. Tất cả điều đó bắt nguồn từ một giọt nước. Chúng ta giống như những giọt nước nhỏ. Xét cho cùng, chúng ta được tạo thành từ khoảng 60% là nước. Thực tế là hành động của chúng ta tạo sóng và tác động của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Cuộc sống này vận hành luôn có nhân quả. Hiệu ứng cánh bướm dù không hữu hình nhưng vẫn luôn âm thầm tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình.
mỗi quyết định, hành động nhỏ đều có tác động. Vấn đề là nó có hiện hữu ngay hay không. Bởi vậy, ngay hôm nay hãy bắt đầu thay đổi bản thân, hướng đến những điều tích cực. Biết đâu một ngày kia, những thành công bắt nguồn từ chi tiết nhỏ của hôm nay sẽ tìm đến bạn. Tác giả Phương Thảo. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.